cái có cái không. Chết tôi luôn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Bây giờ chúng ta giới thiệu về mình, mời bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ. Em chào chị Cát Tường ạ. Chào tất cả quý vị khán giả. Rồi, chào bạn gái ạ. Em tên là Phạm Văn Khang. Em hiện tại đang công tác ở Bình Dương. Em gốc ở Hà Nội. Em năm nay 29 tuổi. Làm nghề gì Khang? Em làm nhân viên văn phòng. Mời bạn nữ. Dạ chào chị Cát Tường. Xin chào chú Quyền Linh. Chào con. Dạ chào tất cả quý vị khán giả ạ. Em tên là Trần Đặng Thanh Vi. Em 28 tuổi, hiện tại em đang là nhân viên tư vấn bán hàng điện thoại ạ. Hiện tại em đang làm việc ở Biên Hòa. Thì hai người cũng gần gần nhau đúng không? Dạ chị ơi, em thường thường là em hay xuống Biên Hòa uống cà phê và chơi với bạn bè em ở dưới thành phố Biên Hòa. Rồi hỏi bạn gái coi là nhà ở đâu, rồi có gần nào? Không? Bạn gái ở khúc nào ở Biên Hòa bạn? Biên Hòa thì hiện tại em đang ở gần cầu Hóa An ạ. Vậy là mình cũng hay qua cầu Hóa An mà. Đúng rồi đó. Mình hẹn ở cầu đi. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là mọi người nói là em có cái mắt đẹp, với lại là em hát hay, em nấu ăn giỏi. Cái nấu ăn thì mình chưa biết, nhưng mà hát hay thì mình phải thưởng thức đúng không quý vị? Một tràng pháo tay cho bạn gái. Dạ em xin hát tặng mọi người bài hát Aya Aya. Trời ơi, chưa gì Aya mà em. Rồi hát đi em. Aya Aya, Aya Aya, nhưng em đâu biết con tim làm sao qua bất ngờ. Aya Aya, Aya Aya, đắn đo chị đến sau này, cuộc đời hạnh phúc sẽ đến thôi. Aya Aya. Hát đáp lại bài liền. Thuyền anh trôi trên sông tình em, em đã cho anh giây phút sao động. Người ơi xin em đừng đi, xin em đừng hướng hờ. Dạ, để em xin hết ạ. Dạ. Được rồi. Được, cặp đôi này về đi hát với nhau được. Đó là điểm mạnh ha. Còn điểm yếu của mình là gì? Em ăn rất là nhiều. Em ăn có thể là nói chung là ăn cả ngày cũng được. Nói chung lúc nào cũng phải có đồ ăn cho em. Trời đất ơi. Với lại em ngủ rất là nhiều. Em ngủ nhiều, với lại em đang ngủ em không thích ai kêu réo em gì hết, cứ để cho em ngủ, kêu làm dậy em quậu á. Với lại là em rất là lười tập thể dục. Mà không sợ bể phọt hả? Dạ không, tại vì em nghĩ là nếu mà người ta thích mình thì người ta sẽ thích hết tất cả của mình. Còn nếu mà người ta không thích thì thôi. Em rất là đơn giản, em không có điệu, không biết làm đẹp. Gọi là cái kiểu mẫu người phụ nữ cho gia đình á, em thích làm việc nhà. Em thích nấu ăn cho người yêu của em thích giặt đồ cho người yêu của em. Hay quá. Điều đấy là em đang tìm đấy. Đang tìm dạ, hả? Dạ, dạ. Em có ưu khuyết điểm gì nói cho bên kia nghe luôn. Ưu điểm thì chắc là hay cười, sống chân thật. Còn nhược điểm thì chắc là hơi một chút nóng tính. Anh ơi, em không thích người nóng tính đâu nha. Không, anh sửa được rồi mà. Hiện tại bây giờ là anh sửa. anh không sửa là anh không hợp với em luôn á. Anh sửa rồi mà, anh sửa. Dạ, anh cho em hỏi là anh có hút thuốc hay là uống rượu gì không ạ? Bọn anh thì có nhậu một chút. Và anh thì cũng hút thuốc, nhưng mà nói chung là hiện tại cũng đang bỏ. Một ngày thì chỉ hút tầm 1-2 điếu, có như hầu như là mấy ngày nay là em không hút. Cũng đang cố gắng bỏ, sẽ được kiểm tra. Mình hãy nói một chút xíu về con đường tình của mình thế nào, nó lận đận ra sao bạn trai? Dạ em có 3 mối tình. Mối tình dài nhất là bao nhiêu? 3 năm anh. Thời điểm đấy thì bạn nữ thì bạn muốn lập gia đình, nhưng mà em thì lúc đấy công việc nó chưa ổn định. Tạm thời em muốn là thêm một thời gian nữa. Thì cuối cùng là bạn nữ lập gia đình, còn thì bọn em chia tay. Bây giờ ổn định chưa? Dạ bây giờ ổn định rồi. Bạn gái mình tình trường mình như thế nào? Dạ em cũng có một mối tình chính thức và mười mấy mối tình nhỏ nhỏ. Trời đất ơi. Nói nhỏ là sao mà mười mấy? Người ta cũng thích em cũng mới thích người ta, nhưng mà trong vòng ví dụ một tháng tìm hiểu mà cảm thấy không hợp là chia tay liền luôn. Còn cái mối tình mà chính thức là bao lâu? Dạ cũng 3 năm á chị. Rồi sao 3 năm mà còn chia tay? Nói chung là anh đó kiểu thấy cái lăng nhăng á chị, với lại là em có cái tật là em thương ai là em thương người ta nhiều quá, xong rồi đâm ra người ta chán á chị. Cái ngày nào giống như kiểu là ngày nào em cũng nói anh ơi em thương anh quá vậy đó. Hỏi ảnh coi, ngày nào em cũng nói vậy ảnh. Ví dụ ngày nào em cũng nói em thương anh nghe anh có mệt không anh? Không, anh rất thích nghe những lời con gái nói như vậy. Dạ. Rồi em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Bạn trai của em phải cao hơn 1m65. Anh dư, anh có dư ạ? Anh có tròn người mập mập không ạ? Em không thích con trai ốm. Thân hình anh thì tương đối là cân đối. Anh nghĩ vậy. Chung càng mập em càng thích, càng mập thì ôm nó mới sướng. Em thích con trai là răng đều đẹp với chị giống em vậy nè. Đó, tươi tươi vậy nè. Bên kia sao? Cái có cái không. Chết tôi luôn. Em thích con trai lãng mạn, chiều bạn gái. Cái này anh đáp ứng được. Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ có, giống chú Huyền Linh á, tướng người bự bự vậy á, để bảo vệ cho em. Wow. Giọng á.
Nhưng anh ấy đẹp trai chú nhiều. Tóc tai sao? Tóc dạ, tóc là phải gọn gàng sạch sẽ. Em không thích con trai mà để móng tay đâu. Mặc quần áo giống như là quần rinh, áo thun, giày thể thao. Hoặc là anh mặc áo sơ mi với lại quần tay thì phải cái kiểu hiện đại. Chứ đừng cái kiểu mà quần mà kéo lên tới nách là em không thích rồi đó. Quần mà sao kéo lên tới nách dữ vậy? Hồi xưa xưa người ta mặc vậy á chị. Có người ta kéo lên tới lúc lên ngực luôn vậy nè. Trời đất ơi. Kiểu đó có hề sạc lô cho ai. Chứ lại em không thích con trai keo kiệt á. Em có keo kiệt không? Dạ em không ạ. Anh nghĩ cô gái bên đây rất là cá tính, anh muốn xem mặt luôn. Dạ. Xinh quá. Nãy giờ chú nghe con nói hơi bị cá tính đó. Chắc là con hiền lắm luôn á. Hiền phải không? Nhìn bề ngoài con vậy thôi chứ con hiền lắm. Ăn hiếp đàn ông lắm à? Không, thương lắm. Thương lắm hả? Dạ. Nói em thương anh suốt ngày à. Dễ thương nha. Dạ. Nhưng mà cũng rất là khó tính. Dạ đúng rồi đó, con khó chịu lắm á. Ai cũng nói con khó chịu quá nên ế á. Có yêu cầu gì ở đàn trai nữa không? Anh nói dễ thương không chú? À, cũng dễ thương. Nhìn đẹp trai hơn chú. Vậy là ngon lắm á. Ngon. Dạ. Ăn tay hay sao ngon. Rồi, được. Để chị coi, nãy giờ bạn chưa có nói mẫu người bạn lý tưởng của bạn đó nha. Dạ. Em thích mẫu người con gái như thế nào em? Dạ em chào chị ạ. Dạ em thích người con gái kiểu truyền thống nhưng pha một chút hiện đại, biết chăm chút về gia đình. Cô này là dạ có tiêu chí bạn ấy vừa nói là đúng. Em thấy là rất còn hợp cái gì nữa không? Ở khu vực Biên Hòa này và Bình Dương và Thủ Đức thì hiện tại bạn ấy ở ngay gần cầu Hóa An, mà em thì em chạy qua cầu Hóa An thường ngày luôn. Vậy là thuận tiện luôn đúng dạ, không? Vâng. Nhưng trước khi hỏi tiếp thì cho chị coi cái bàn tay có sạch sẽ. Dạ, bàn tay đi chị. Ngon. Ngon. Được. Thật. Ăn ngon. Bây giờ cổ này là cô có tâm hồn ăn uống dữ lắm. Dạ. Mà cái phọt cổ là cũng cái phọt là dễ béo. Dạ. Mà bây giờ em còn cho cổ ăn nhiều vậy rồi mai mốt rồi cổ bự quá rồi sao? Không, cái này em kiểm soát được mà chị. Có thể tập thể dục được mà. Cổ làm biến tập lắm, cổ không chịu tập. Không, em sẽ rủ đi em cùng chị mà. Ơi. À, thì chắc chắn là sẽ chưa gì hết trơn. Rồi, bây giờ bố mẹ mình đang ở đâu? Bố mẹ em thì đang ở ngoài Hà Nội. Là mình lập nghiệp ở trong này luôn đúng không? Em lập nghiệp trong này. Rồi, tốt, cảm ơn bạn. Được em. Em có đi với ai không? Dạ em có đi với chị họ em ạ. À, chào chú Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường. Em thấy bạn gái bên này thì cũng dễ thương, đáng yêu. Tại Khang thích là người phụ nữ của gia đình nên bạn bảo là thích nấu nướng, thích là người phụ nữ của gia đình nên chắc là hai bên chắc hợp nhau. Rồi còn mình thì sao, mình có đi với ai không? Dạ em có đi với ba mẹ em với anh chị ở dưới ạ. Chào Quỳnh Linh và Cát Tường, cô là mẹ của bé Vi. Dạ cô thấy sao? Cậu bên đây cũng được, chữ phát, hiền lành. Thì nếu mà cậu đó với con mình thành đôi thì mình mong sao thương yêu con gái mình giống như mình thương yêu con gái của mình đó. Nó là Út nên mình rất chiều chuộng con gái mình lắm. Nếu mà không chiều chuộng nó khóc hoài đó. Phải dẫn đi ăn hay là chiều chuộng dụ thì nó mới chịu, nó như con nít vậy đó. À rồi, bây giờ mình kéo màn lên cho hai bên gặp mặt nha. Rồi kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. Mời hai bạn. Tặng em. Em cũng có quà tặng anh. Cái này là quà em tự làm luôn á. À, anh cảm ơn. Vậy anh nhìn cái em tặng anh cái đồng hồ, anh có suy nghĩ gì không ạ? Cái này là cây đèn thần đúng không? Không, cái đồng hồ ấy là anh nghĩ. Anh nghĩ là em tặng cái đồng hồ cho anh thì nó có ý nghĩa gì ạ? Tức là thời gian. Chắc cũng sắp đúng rồi đó. Em gửi anh. Dạ. Mình cảm nhận về nhau đi các bạn. Anh thấy em sao ạ? Xinh, dễ thương. Thực sự là anh cũng đang muốn tìm một người phụ nữ có trách nhiệm với gia đình ấy. Thì anh thấy em như vậy là anh thấy rất là tuyệt. Anh thì hiện tại gia đình anh vẫn ở ngoài Hà Nội. Thì anh sẽ cũng hay về đấy và hy vọng một ngày nào đó, một dịp gần nhất được đưa em ra Hà Nội, đi thăm thú tất cả các địa danh ở ngoài Hà Nội và ăn những món ăn đặc sản ngoài Hà Nội. Dạ, em cảm ơn lời mời của anh. Em cảm nhận sao về con trai miền Bắc? Thực sự thì em không thích con trai miền Bắc. Nhưng mà thấy anh nói chuyện cũng cái tiếng nghe cũng được. Thường thì em thấy con trai miền Bắc là người ta rất là chăm chỉ, người ta siêng làm việc. Nói đúng là con trai miền Bắc thì họ hơi khô khan. Với lại họ là hay nóng tính. Nhưng mà thực sự là bản chất là người con trai miền Bắc là họ rất có trách nhiệm với gia đình. Anh thì anh cũng rất thích làm cái việc nhà. Nên vậy? Hỗ trợ em trong khoản, ví dụ giả sử em mà nấu nướng thì anh có thể là nhặt rau hoặc là bây giờ lau nhà này. Hoặc là có thể đứng bên cạnh động viên, chia sẻ. Hoặc là sau này có con là chăm chút con.
Thì những cái đấy là anh cũng rất thích. Dạ, vậy anh cũng giống em. Nếu mà có cơ hội quen nhau á, thì là anh chắc là anh sẽ sửa tính nóng tính đúng không? Tại vì với em á, là nói chuyện với em là phải nhẹ nhàng ngọt ngào. Còn nếu mà nóng tính thì em không thích. Thực sự là ngày trước thôi, chứ bây giờ anh cũng bỏ lâu mà riêng với con gái ấy, chẳng bao giờ anh nóng tính. Anh sợ nhất là con gái khóc. Thôi em là chùm khóc nhè luôn á. Vậy em nhõng nhẽo lắm. Dạ. Thì anh rất sợ điều đó nên anh không bao giờ để nóng tính hay là để ảnh hưởng đến người con gái mà cảm thấy tổn thương. Bên nhà thì ai quản lý kinh tế? Chuyện tiền nong thế nào? Anh nghĩ sao anh? Tùy em thôi. Nếu mà em nhận cái này thì anh sẽ giao toàn quyền cho em. Và nếu mà thường thường thì người phụ nữ người ta sẽ quản lý chi tiêu tốt hơn người con trai. Rất tốt. Anh thấy cái câu chuyện giữa hai người rất là hợp nhau. Rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. 1 2 3. Rất dứt khoát, rất nhanh nhẹn, không đắn đo suy nghĩ chần chừ gì hết. Hai người nói chuyện nhau rất là hợp. Nào nắm tay đi các bạn. Hôn nhau. Nào xin phép hai bác cho con hôn em gái. Dạ con xin phép hai bác ạ. Xin phép gì? Tự nhiên xin mà người ta cho chưa? Bác gái gật rồi ạ. Gật rồi, gật rồi. Chưa nói gì mà gật gì. Dạ con xin phép hai bác ạ. Cho con được hôn em Vi ạ. Nếu mà con chấp nhận đi đến tương lai với cậu đó thì con cho cậu đó hôn. Em nghĩ đây là cơ hội thì mình cứ cứ hôn đi. Chứ còn gì nữa. Còn đấy, tôi thấy tính cách con là hơi bị hay đấy. Quyết đoán. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox cụm rạp 212 đi chiến thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Prilet, viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Và đây, gửi tặng hai bạn máy nước nóng với nhãn hiệu Atlantic, máy nước nóng với nhãn hiệu Senton. Gửi tặng hai bạn với tổng trị giá 7 triệu đồng. Nào, hãy đưa bạn gái đi xem phim. Có cái đặt ra cái chuẩn người như thế nào không em? Em không có thích hỏi lắm. Bạn trai bên kia có hói không? Hơi hói hói. Phải là như vậy. Yeah. Tôi tin rằng cặp đôi này rất hợp với nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hả mày? Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Rồi mình giới thiệu về mình đi em. Dạ. Em chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường cùng quý vị khán giả, cùng bạn chơi bên kia. Em tên là Hoàng Xuân Biển, năm nay 28 tuổi, đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm công việc gì em? Dạ em làm xây dựng với lại bất động sản chị ạ. Tức làm riêng cho mình hay làm cho công ty? Dạ cả hai. Nửa trong nửa ngoài ha. Dạ đúng. Rồi mình giới thiệu đi em. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh, em chào bạn Xuân Biển. Em tên là Phùng Tư, hiện tại em đang làm bên bộ phận thẩm định của công ty tài chính HD Sayon. Năm nay em 28 tuổi, hiện tại em đang ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em thì em thích nội trợ, em thích đọc sách, suy nghĩ lạc quan, bao dung và tha thứ. Và đặc biệt là em thích làm dâu. Thích làm dâu. Bạn trai, mình có thích lấy vợ mà cô ta về làm dâu nhà mình không? Nếu mà kết hôn thì chắc là sẽ không phải làm dâu chị ạ. Dạ. Em gái ơi, anh hỏi em nè, rất nhiều người ta không thích làm dâu. Lý do gì mà em gái lại thích làm dâu? Dạ, tại vì theo thống kê thì em thấy người ta nghiên cứu là gia đình nhá, mà có 3 thế hệ thì sẽ hạnh phúc hơn. Và thực sự là em cũng rất muốn nhà là có 3 thế hệ, có ông bà, có cha mẹ và con cái. Một suy nghĩ rất là hay. Rồi, vậy điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu thì em lanh chanh. Lanh chanh. Lanh. Hiện giờ là mình vô đây mình đã có được bao nhiêu mối tình rồi? Có một Tình trường của bạn trai bên kia làm sao? Trước đến giờ nếu mà nói về mối tình vắt vai thì chắc chỉ có một thôi. Còn vắt các chỗ khác thì cũng nhiều ạ. Mối tình đó em trải qua mấy năm? Dạ 1 năm rưỡi anh. Gia đình nhà bạn nữ muốn hướng cho bạn ấy đến với một người khác. Nhưng bây giờ em đã quên hẳn cô ấy chưa? Vẫn còn nhưng mà đôi chút chỉ nhớ lại hồi xưa mình có quen một cái người tên như vậy thôi chứ còn không còn gì cả. Rồi, bây giờ mình sẵn sàng cho một cuộc tình mới ha. Bạn có điểm mạnh, điểm yếu gì nãy giờ mình chưa nghe nói ha? Dạ em thì biết nấu ăn, biết chơi một số môn thể thao như bóng đá, cầu lông, bơi lội, ca hát một chút chút. Còn điểm yếu thì em hút thuốc lá.
và em hay thức khuya. Và em có một cái tật là khi mà em đang ngủ ấy mà bị ai chọc thì em rất là dễ bị cáu. Bạn gái thấy những khuyết điểm của bạn trai như thế nào? Dạ, bởi vì không ai là hoàn hảo hết, ngay cả chính bản thân em cũng không hoàn hảo, nên em thấy là chấp nhận được. À, mình cũng dễ tính ha. Dạ vâng, đúng rồi. Nếu như mà được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? À, em thì em muốn làm cô dâu trước 30 tuổi. Năm nay em bao nhiêu rồi? Dạ em 28 ạ. 28 rồi, còn 2 năm nữa. Bạn trai chuẩn bị kịp không? Dạ em thì chú rể chuẩn bị sẵn sàng 28 năm nay rồi. Thì bạn gái mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cái đối tượng mà em muốn tìm thì trước tiên là về công ăn việc làm, nhà cửa thì ổn định. Cái thứ hai nữa là về ngoại hình thì cao hơn em chút xíu là được rồi. Ở nhà thì đối với em thế nào cũng được hết ạ. Nhưng mà ra đường thì phải lịch sự gọn gàng. Em thích bé Bi của mình nhá. Mai mốt sẽ là một người có ý chí mạnh mẽ của người ba và có trái tim nhân hậu của người mẹ. Thế nên em muốn bạn trai mình có ý chí một chút xíu, mạnh mẽ, tự lập tự cường, biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc gia đình và người thân yêu là được rồi. Những nhu cầu của bạn nữ thì em nghĩ là em đáp ứng được khoảng 80-90%. Còn bạn mong muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Trước tiên em muốn một người phụ nữ nó mang một cái gì đó đơn giản thôi, không quá cầu kỳ và đặc biệt là không có màu mè quá về cách ăn mặc. Còn về tính cách ấy thì em muốn bạn nữ là một người có cái trái tim nhân hậu và biết cách cư xử với tất cả những người xung quanh. Em muốn bạn ấy người vừa vừa thôi ạ. Và chiều cao thì cỡ 1m56 trở lên ok. Cũng đơn giản. Mình đạt được bao nhiêu phần trăm tiêu chí của ảnh đưa ra? Những cái khác thì em không dám chắc, nhưng chỉ có một cái thứ mà em dám chắc đó là trái tim nhân hậu. Chị cũng nghĩ vậy ha. Như vậy thì mình để mình qua mình coi thử bên kia như thế nào. Mình có cái đặt ra cái chuẩn người như thế nào không em? Em không có thích hỏi lắm. Bạn trai bên kia có hói không? Hơi hói. Được không em? Nếu bạn có cái khác của cái hói đấy thì cũng được. Để chị hỏi có cái khác là cái gì bù qua không nha. Dạ chào chị. Em có cái gì bù cái hói không? Thật ra là... có cái hồn bù cái hói. Không quan trọng là trên đầu mình có gì, quan trọng là trong đầu mình nghĩ gì thôi ạ. Hay quá. Hay quá. Em hình dung cô bạn gái bên đây bức rèm như thế nào? Thật ra là nãy giờ em ngồi em không dám tưởng tượng gì cả. Em muốn là khi mà mở cái tấm rèm này lên em sẽ có một cái sự bất ngờ, cho nên không dám tưởng tượng. Này trả lời hay lắm, né tránh đá hết. Điểm gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích người phụ nữ mà có tính chảnh chọe và hay soi mói người khác. Soi mói là sao? Ví dụ như một người này đang ngồi đây thấy ông kia ông ấy đi một cái giày mà không mang vớ chẳng hạn đấy. Ông kia ông ấy đi giày không mang vớ kìa. Đó, có nghĩa là nhiều chuyện đấy. Dạ. Rồi, để mình hỏi cô này có như thế nào. Em có hay soi mói chuyện của người ta không? Chị tưởng như hay soi mói người ta. Thường em không có để ý mấy chuyện đó. Để anh Hoàng kiểm tra là gái thế nào nha. Dạ, chào anh ạ. Dễ thương quá. Dạ, cảm ơn anh. Chào em. Anh bên đây á, về cái độ lanh lợi, thông minh, năng động thì có. Nhưng mà đôi khi á, người ta nói rằng đàn ông lanh lợi quá, đôi khi mà thông minh quá thì cũng không tốt. Gọi là ga lăng nhiều quá thì có ảnh hưởng đến gia đình của mình. Em có sợ điều đó không? Thực sự là em không phải, em cũng thích một người là nếu mà mình thích cái người mình thích á, mà không ai thích thì em cũng không muốn nữa. Ý là cái người mà không ai thích á, mà mình thích thì cũng không nên. Thế nên ga lăng cũng được, nhưng tuy nhiên là tùy hoàn cảnh và tùy chỗ là được. Em có ghen không? Em có chứ. Bởi vì thực sự nếu mà em không ghen thì đã trở thành mẹ hoặc là trở thành chị của bạn ấy rồi, không phải là người yêu nữa. Nên em có ghen. Tuy nhiên... hai người trả lời ghê không? Được. Hai người này về nói chuyện hơi bị căng đấy. Hơi mệt đấy. Thôi bây giờ nghe ý kiến của người thân đi nha. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với một người bạn rất thân của em và một bé em họ nữa. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào em, chào quý vị khán giả. Thì anh bên đây nhìn rất là sáng sủa, đẹp trai, nói chuyện cũng rất là thẳng thắn. Nếu mà trong một cái mối quan hệ giữa anh với Tư, em hy vọng là anh cố gắng nhường Tư một chút. Tại vì bạn em thì em rất là hiểu Tư là rất là tốt bụng, nhưng mà đôi lúc thì hơi bướng một chút. Cho nên là trong cái cuộc mà nó hơi căng thì em hy vọng là anh có thể nhường Tư một chút. Em cảm thấy vui khi mà anh nói là anh biết nấu ăn. Tại vì Tư thì hơi gầy. Nếu như mà hai người có thể đến với nhau, em hy vọng anh có thể bồi bổ cho Tư một chút. Thời bạn trai có đi vai không? Dạ bữa nay em đi với anh trai, em kết nghĩa với lại cháu của em ạ. Anh ruột á hả? Dạ anh ruột. Rồi dạ. Anh ruột phát biểu ý kiến trước đi.
Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. À, chào anh. Em xin nhận xét chút xíu về thằng em trước. Nó thì nó út trong nhà, nó hơi trầm tính. Cô bạn bên đây thì em nghĩ là sẽ bù đắp được. Vì cô gái bên đây là có cái đầu óc tương đối nhanh nhẹn, ngoại hình nhìn được. Và anh rất thích cái suy nghĩ của cô ấy về gia đình. Tức là cô ấy cũng là ít nhiều cũng là người miền Bắc, cô ấy sẽ hiểu được cái cách sống và có những cái cách cư xử để người lớn trong gia đình cảm thấy rất là thích. Nên anh chỉ nói với em một câu là tấn công đi. Tấn công đi, hồi anh dữ quá. Được. Tấn công đi. Hai. Rồi bây giờ mình kéo màn lên cho hai người tấn công nha. Nhớ tấn công nha bạn. Rồi kéo màn lên. Nói gì thì bản thân đúng đó. Bình tĩnh kiềm chế chút xíu nha. Cô ấy cũng hay càng hỏi lắm đấy. Có giỏ hoa tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em rất thích sách và em rất thích cuốn này. Em hy vọng cuốn này sẽ có ý nghĩa đối với em. Anh cảm ơn em nhiều. Hôm nay chắc là mẹ sẽ dành thời gian để đọc cuốn sách này. Cảm ơn em rất nhiều. Cuốn này là một cuốn mà rất nhiều người thích. Đó là Đắc Nhân Tâm. Công việc của anh là làm ở đâu vậy? Anh làm ở quận 12. Anh thì anh có một cái câu hỏi như thế này. Anh thấy các bạn trẻ bây giờ ấy, quen nhau thì mới quen nhau một thời gian thôi thì hay xưng hô với nhau là vợ chồng ấy. Thì em có cái suy nghĩ gì về cái cách xưng hô đó? Thực ra em nghĩ là cái cách xưng hô cũng không quan trọng. Dù là mấy bạn trẻ hay mấy người lớn hay là mọi người xưng hô đều được hết. Tuy nhiên tùy theo cái sở thích của mọi người thôi. Anh thích thì anh kêu người ta gọi, mình không thích thì thôi đấy. Chứ em cũng không có hay là đưa ra cái quan điểm cá nhân chủ quan của mình để nói về cái xưng hô của người khác. Anh chưa biết quê gốc của em ở đâu? Quê em ở thành phố Cảng Biển, đất Hải Phòng. À, Hải Phòng. Thế thì mình là hàng xóm, anh thì ở Hải Dương. Nếu như mà sau này mình hẹn hò ấy, mình có thể đi đến hôn nhân ấy thì sống ở nhà trọ em có chịu không? Em nếu bản thân em á thì em sẽ chịu. Tuy nhiên còn về con cái nữa nên là em vẫn muốn là mình có cái gì đó để cho con cái hơn. À, vấn đề đó thì nói chung là mình có thể giải quyết được, không sao cả. Anh nghĩ đó là khát vọng của tất cả các bậc phụ huynh đều muốn như vậy hết. Em có thể đọc một bài thơ cho mọi người cùng nghe không? Thực ra thì thơ thì em thích, tuy nhiên em không có thuộc. Mà cái em thích là những cái câu châm ngôn hay là những cái câu nói kinh điển hơn. Thì em xin phép đọc một câu trích dẫn của Napoleon. Thế giới thì thực sự đã chịu tổn thất rất lớn, không phải của những người xấu mà là những sự im lặng của những người tốt. Anh cũng biết câu nói đó, rất là hay. Em nói em hát hay. Em có gì tặng bạn gái không? Hát thì bây giờ tôi sẽ hát tặng cô gái một bài. Em sẽ hát bài Chỉ Vậy Thôi. Em đã mang đến cho anh những bất ngờ, em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc. Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào, sẽ giữ cho mình anh thôi. Xin em đừng khóc khi anh không ở bên, xin em đừng khóc khi hai ta giận hờn. Đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui, hãy để nụ cười nở trên môi của em. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm, hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh yêu em chỉ vậy thôi. Đó chỉ là bài hát. Tôi muốn em nói tất cả những gì mà nãy giờ em suy nghĩ. Thì anh chỉ nói một câu rất là ngắn gọn thôi. Anh nhìn thấy em, anh thấy thích. Cảm ơn anh. Rồi, hết thời gian. Anh nghĩ rằng chúng ta đủ để cảm về nhau rồi. Còn bây giờ quyết định xem chúng ta có cùng chung nhịp đập hay không. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng. Hai bạn đều bấm nút rất là từ từ, rất là chậm. Hãy nắm tay nhau để cảm nhận. Nắm tay nhau đi đã rồi mình sẽ nói cảm nghĩ của mình lúc này. Em cảm nhận như thế nào? Em cảm thấy là mới vào một khởi động thôi. Bạn trai? Em thì chuẩn bị tăng tốc.
Thôi, hai người rất là năng động, thông minh. Tôi nghĩ rằng các bạn đủ để tiến tới một điều rất là nữa. Sâu sắc đấy. Đây là những chiếc vé xem phim với những không gian rất là lãng mạn tại cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng, gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Và đây, quà tặng dành cho hai bạn là máy nước nóng với nhãn hiệu Atlantic. Và đây là máy nước nóng với thương hiệu Senton với tổng trị giá 7 triệu đồng gửi tặng cho hai bạn. Rồi, cố gắng lên nha. Hy vọng rằng các bạn sẽ thành đôi. Đôi này cũng là đẹp đấy. Và hy vọng là chương trình sẽ mai mối được nhiều cặp đôi hơn nữa. Cảm ơn em. Xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn hai bạn. Có cặp đôi của em. Hy vọng như vậy. Nào. Rồi, cảm ơn hai em. Thì cái bình thường chỉ sợ những cái lọc mọc và nhiều chân như thế rết như dán sợ thôi. Còn em có tật xấu gì không? Ham ngủ. Ham ngủ. Ngủ là ham sao? Cụ thể là ham như thế nào? Nếu như không có việc gì thì thích ngủ nhiều hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay. Họ cũng đã chờ đợi khá lâu rồi quý vị ạ. Bây giờ hello bạn trai. Đợi tôi một xíu, tôi sẽ ra mời bạn gái của mình vào nha. Gật gật thôi hà, chắc ảnh sắp xỉu rồi. Rồi mời em. Bịt mặt hơi khó chịu cho nên hồng lên tiếng luôn. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Bây giờ mới lên tiếng nha. Rồi, chào em trai. Minasan, konnichiwa. Watashi wa Bartomo shimasu. Ima, nijima chisai de Hochimin city ni sunde imasu. Yoroshiku onegai shimasu. Hajimete sanka shimasu no de chotto shinbai desu. Biết tiếng Nhật nè. Cứ nghe cái gì đó mà bão tố gì chọc nữa là có thành phố Hồ Chí Minh gì nữa. Sao dạ, vậy? Em xin tự giới thiệu là em tên là Nguyễn Duy Bảo. Em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại thì là em do là lần đầu tiên tham gia cái chương trình này nên có một chút hồi hộp. Tại sao mình lại giới thiệu bằng tiếng Nhật? Dạ, đó là điểm mạnh của em vì em làm việc trong công ty Nhật cũng như học tiếng Nhật nên em biết tiếng Nhật. Em làm công ty Nhật được bao lâu rồi? Dạ, em làm công ty Nhật được 2 năm rồi. 2 năm, làm về ngành gì? Em làm bên dự toán, nếu mà nói về tiếng Việt là sẽ bên dự toán. Thì là bên Nhật sẽ gửi về bản vẽ và em sẽ dự toán bóc tách công trình đó ra. Coi sẽ hết bao nhiêu tiền rồi gửi lại cho mình. Là mình đang làm cho công ty người Nhật luôn. Em đang làm công ty Nhật. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 28 tuổi. 28, quê mình ở đâu nè? Dạ, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở Hồ Chí Minh, sinh ra lớn lên thành phố Hồ Chí Minh luôn. Sinh ra và lớn lên thành phố Hồ Chí Minh luôn. Em gái cảm xúc như thế nào về tràn giới thiệu tiếng Nhật của bạn trai bên kia? Thấy vui tai. Thấy vui tai hả? Chứ đâu có hiểu gì đâu đúng không? Vui thôi, nghe mà không hiểu. Rồi giờ tới phiên mình giới thiệu nè. Dạ, em tên là Trâm, năm nay 23 tuổi. Em hiện là chuyên viên kế toán của công ty VOC. Trâm quê ở đâu Trâm? Dạ, em quê ở Đồng Nai. Mình lên đây lâu chưa? Dạ, em lên là khi là 18 tuổi. Từ lúc 18 tuổi đến giờ? Dạ. Hôm nay mình đang sống với ai? Dạ, em đang sống với dì và bà ngoại. Vậy ba mẹ mình vẫn ở dưới quê. Dạ đúng rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Trâm? Nếu mà có điểm mạnh thì em biết nấu ăn, vui vẻ và hòa đồng. Điểm yếu thì nhiều khi thẳng tính quá cũng là điểm yếu của em. Thẳng tính quá cũng là điểm yếu của mình ha. Còn em, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em hòa đồng, hoạt bát, vui vẻ, thân thiện với mọi người. Điểm yếu của em đó là em nấu ăn không có được ngon, hơi chậm một chút xíu trong mọi hoạt động tí. Ví dụ như là đi tắm hoặc là hòa đồng thì hơi lâu so với mọi người tí nên... Tắm bao lâu? Nửa tiếng. Tắm làm gì ở chỗ mà nửa tiếng? Em ngồi suy nghĩ thì... Suy nghĩ gì trong mình tắm? Nói chung là suy nghĩ nhiều khi trong công việc á, nhiều khi làm về có thói quen suy nghĩ lâu xíu rồi. Sao không đi ra ngoài lên giường nằm suy nghĩ rồi suy nghĩ trong mình tắm? Thì không biết nữa, đó là thích dậy. Thích dậy. Là có những mình dội xong cái mình thoa xà bông lên cái mình để đó mình đứng vậy. Dạ, ngồi suy nghĩ tắm. Ngồi luôn. Không, đứng ra. Đứng rồi có tắm không hay là đứng suy nghĩ vậy thôi? Cứ quà hoài vậy đó hả? Cứ chà hoài. Xong rồi. Cái suy nghĩ. Xong rồi đã thôi ra thì thấy tới nửa tiếng mất tiêu rồi. Trời đất ơi, thì bình thường em tắm mất bao lâu thời gian cưng? 15 phút. Trời ơi, chỉ tắm nhiều khi có 5 phút thôi đó. Thì nếu mà tắm xong đó mà không suy nghĩ gì, chúng trong khoảng cái thời gian đó. 10 phút là tối đa rồi. Dạ. Tắm mà bình thường tắm cái người là 5 phút, gì nào có gội đầu nữa mới ra 10 15 phút. Còn không thôi trời ơi, 30 phút lâu quá. Em mốt nhớ rình coi ổng làm gì trong phòng tắm nha không? Rồi, có tập xấu gì nữa không? Tập xấu của em thì
Em chỉ em thấy bình thường, chỉ sợ những cái động vật mà nhiều chân như con rết, con gián sợ thôi. Không có chân có sợ không? Sợ con rết, con gián thôi chứ rắn không sợ hả? Dạ không, những động vật mà nhiều chân mới sợ. Nhiều chân mới sợ. Rết, rắn, rắn thì không sợ, nhưng mà rết người kia gián thì nhiều chân thì sợ. Vậy hả? Còn em có tật xấu gì không? Ham ngủ. Ham ngủ. Dạ. Ngủ là ham, là ham sao? Cụ thể là ham như thế nào? Nếu như không có việc gì thì thích ngủ nhiều hơn. Một ngày thường em ngủ bao nhiêu tiếng? 8 tiếng. 8 tiếng là bình thường, mới là trung bình. 8 tiếng này cũng hơi 7 tiếng là vừa. 8 tiếng hơi nhiều nhưng mà vậy cũng đủ sức khỏe thôi, đâu có gì ham gì đâu. Nói chung là rảnh là ngủ. Là cuối tuần nghỉ làm là ở nhà là ngủ. Chơi với mấy em rồi ở nhà ngủ. Ngủ, không có đi đâu chơi ở ngoài hết. Bạn bè rủ thì đi, không rủ thì ở nhà. Rồi về tình trường thì sao? Em có 2 mối tình. Cái nào mối tình cách đây cũng gần 2 năm rồi. 2 năm rồi. Dạ. Mối tình nó quen được bao lâu? Mỗi mối tình 3 năm. 3 năm là cũng dài mà sao không tiến tới được hôn nhân? Sao chia tay? Không hợp về tính cách chị. Không hợp tính cách thì đã 1 năm là đã thấy rồi chứ sao kéo dài tới 3 năm dữ vậy? Khi yêu rồi mình đâu có thấy cái sự khoảng cách đó nó gần lắm, mà càng ngày cái tình cảm nó nhạt dần thì mình thấy nó xa hơn. Khi thấy không hợp là tự động hai bên chia tay với nhau. Dạ đúng rồi. Rồi suốt 2 năm nay lý do tại sao vẫn không có người nào? Không cùng chí hướng với lại không có cùng chung đạo. À, là em có đạo. Dạ. Rồi để trước tiên hỏi bên đây trước chứ, để không cùng chung rồi lại chia tay nữa mất công mất tốn thời gian. Em có đạo gì không? Dạ em bên đạo Thiên Chúa. Vậy là vô rồi. Hồi là đăng ký tham gia chương trình là có yêu cầu phải không? Dạ có. À, vậy là chắc là chương trình cũng đã cố gắng tìm hai bạn cùng đạo để ghép với nhau. Thật sự có nhiều bạn lên đây hợp lắm luôn, nhưng mà cuối cùng cũng không đi được tới nơi tại vì khác đạo. Rồi nói được nhưng mà cuối cùng về cũng không được. Cho nên cái này cũng là một cái khó khăn. Vậy là trước tiên là hai bạn có một cái điểm cộng rồi đó. Dạ. Chưa thấy mặt nhau nhưng mà thấy cùng đạo là được rồi đó. Thế còn em, tình trường mình dạ, sao? Tình trường của em thì chủ yếu là em quen từ thời học sinh sinh viên. Thời đó thì em quen không có nghĩ tới tiến tới hôn nhân. Nên quen một khoảng thời gian thì nói chung là đi làm riêng thì mỗi người mỗi chi nhánh công ty riêng, biết là cũng xa nhau. Khi em đi làm bên công ty Nhật thì cái nguồn thời gian nó cứ gò bó, nó cứ theo biết em làm hết, là cũng không nghĩ là sẽ có kiếm bạn gái này kia. Nên bây giờ vẫn như vậy. Vậy là rút cuộc là giờ có mối tình nào chưa? Dạ tới bây giờ thì vẫn chưa, chỉ có thời sinh viên thì có thôi. Chứ bây giờ đi làm thì tại vì trong của em là công ty Nhật và Nam nhiều á, cho nên là cũng không có đối tượng để quen mà làm hết. Không thì chị hiểu, tại vì chị cũng đến Nhật 5-6 lần rồi. Nhật là áp lực công việc họ làm dữ lắm. Và Nhật họ không làm tính theo thời gian mà họ tính theo công việc. Khi nào bạn làm hết công việc thì thôi, chứ không có như về. Ủa vậy rồi bây giờ nếu có bạn gái, có thời gian dành cho bạn gái để hẹn hò đi chơi không? Dạ được chứ, tại vì bên em thường nếu mà có tăng ca thì cũng tầm 6-7 giờ, 7 là 7 giờ xong rồi. Rồi có nghỉ cuối tuần không? Cuối tuần thì em chỉ được nghỉ chủ nhật, thứ bảy thì được nghỉ cách tuần, và tuần thứ nhất và tuần thứ ba. Vậy là nhưng mà 4 chủ nhật là nghỉ. Dạ, 4 chủ nhật là em được nghỉ nên có thể đi chơi cũng được. Có thời gian đi chơi. Dạ. Ai nghỉ 2 thứ bảy và 4 chủ nhật thôi cũng được. Tối thật ra làm tới 6-7 giờ về tắm rửa vẫn đi chơi được. Dạ, vẫn đi chơi. Nếu điều kiện tắm nhanh hơn chút thì giờ đi chơi được nhiều hơn chút. Dạ chắc là nếu mà có mục đích thì sẽ ví dụ có hẹn này kia em sẽ nhanh hơn, còn nếu mà rảnh trong đó lâu lắm không biết mấy giờ. Rồi, mẫu người lý tưởng của em như thế nào, em muốn tìm người bạn trai ra sao? Cao tầm khoảng 1m65 trở lên. Được, bên này cao dữ lắm, bên này dư á, bên này phải không? Dạ em cao trên 1m65, 1m7. Này cao cỡ 1m7 chị thấy cao. Hơi tròn tròn. Ừ đúng luôn. Rồi gì nữa không? Hiền tí. Hiền, anh này hiền. Chỉ là chưa có bạn gái, em có ngại quen với người mà chưa có kinh nghiệm trong tình trường không? Không, chị cái đó về sau dễ chỉ. Dễ chỉ hả? Dạ. Chịu chỉ người ta luôn hả? Dạ. Ủa rồi nó nghe nè, vậy là đó giờ không có mối tình nào vậy rồi có được hôn hay nắm tay hay ôm bạn gái gì chưa? Thời sinh viên nắm tay có mà hôn thì chưa có. Chưa có. Tay đi chơi thì có. Dạ. À, hiện giờ là trong cuộc đời em đã hôn ai chưa? Chưa. Chưa luôn. Chưa hôn ai. Ơi, không có đi chơi đồ kia bậy bạ gì chứ không? Không, em đi làm xong rồi về nhà đọc sách xíu ngủ. Trời ơi. Không có kinh nghiệm, em nói là em nói em chỉ người ta nha, em hứa nha. Dạ. Yeah. Rồi thí dụ đêm tân hôn rồi có biết làm gì không trời? Dạ, cái đó chắc biết chứ. Sao em biết được? À, nói chung là chắc hơi gần quá, em tìm hiểu em sẽ biết. Đã đi Nhật lần nào chưa? Dạ chưa, mà chắc cũng sắp năm sau rồi. Em tìm hiểu đi, Nhật giỏi lắm mấy cái chuyện phòng the nha cưng nha. Rồi, em có hình ảnh gì không? Để chị xem. Dạ có. Em có đem hình ảnh gì của mình theo không cưng? Dạ có. Em mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, em mong muốn tìm một bạn gái là trước nhất là có đạo là sẽ tốt hơn. Có đạo rồi thì yên tâm. Thứ hai rồi là ngoan, hiền với lại... Về ngoại hình. Ngoại hình thì sao cũng được. Sao đơn giản quá vậy? Dạ tại vì em tính cũng đơn giản, chỉ thích tính các bạn nữ là hiền rồi ngoan, rồi nói chung là
nếu mà có giận thì cũng đừng có giận lâu quá. Đừng giận thì ăn thua em năn nỉ người ta thôi. Dạ, ủa mà sao cái hình này nó mờ quá vậy? Dạ tại vì cái hình này chụp khá lâu. Chắc cũng 7 năm này và 10 năm dạ, quá. Dạ lâu lắm mới đi chơi. Bao nhiêu năm rồi? Dạ chắc cái này cũng tầm phải 5-6 năm. Trời ơi tôi nhìn đây về vậy mà tôi còn không biết ổng là ai nữa. Vậy mà nhiều khi bên đây người ta nhận được, ta gọi là linh cảm của phụ nữ. Đó mời em tìm ảnh. Đây mời ảnh tìm em. Trời ơi, năm cô gái xinh vậy biết chọn cô nào? Có một cái đặc điểm gì nhận dạng cho người ta dễ nhận dạng ra mình không nè? Một đặc điểm nhỏ nhỏ, tròn. Ở bên đây có đặc điểm gì cho bên đây nhận dạng không nè? Dạ, chắc là cười. Cười, còn bên tròn bên cười. Điểm đi, ủa anh nào cũng cười hết á. Năm anh, có một anh không cười thôi, bốn anh cười. Bên đây năm cô, trời tôi đưa tấm hình có năm người giống nhau luôn ha. Em thấy cái năm người này giống nhau quá nên... Nhưng mà kìm kiếm đi, cổ tròn đó, năm cô nào cũng tròn. Dạ. Chọn ra được anh nào chưa? Mình thích anh nào? Anh này. Dạ. Ok, rồi để đó đi, tôi không biết phải không nữa. Thì ra năm người chọn giống nhau, em chọn bạn này. Chọn bạn này, lý do tại sao chọn bạn đó? Thì cũng khó chọn quá, tại em thấy năm bạn giống nhau. Em phân vân bạn này đó, bạn này, nhưng mà thôi em chọn bạn này. Vậy á hả? Dạ. Hai bạn trớt quốc hết trơn à. Rồi xin mời các bạn hãy nhìn xem sự lựa chọn của mình hôm nay có chính xác hay không nha. Chúng ta nhìn nhau qua cánh cửa trái tim này sẽ được mở ra. Hỏi nhau coi hình đúng không chứ còn tôi nhìn tôi cũng không biết luôn đó. Cái này đúng không? À không phải, mặc áo màu xanh dương. À đây. Đó đó hả? Dạ. Sao chị nãy giờ chị nhìn chị cũng tưởng nó bạn này luôn á. Tại vì hình đó chụp lâu rồi à. Lâu rồi ha. Còn bên đây. Dạ, bạn này à? Ờ, người ta tròn rồi mà còn chỉ cái cô kia, cô này đâu có tròn đâu. Bên này sao? Dạ, cái này là quà em chuẩn bị cho tặng cho bạn á. Dạ, sao không tặng? Trời ơi. Dạ. Mở ra trong cái đó là cái lịch năm 2020 sẽ được khắc trên gỗ. Hả? Ừ, em hy vọng là nếu mà em với bạn có duyên với nhau. Lấy ra chị coi với coi sao lạ vậy? Lịch mà thắt trên gỗ. Dạ, thắt trên gỗ đa diện. Thì nếu mà em hy vọng là em với bạn mà có quen với nhau á thì những kỷ niệm đáng nhớ mình có thể khoanh vô. Khoanh vô. Mình sẽ có những cái kỷ niệm riêng cho nó. Ở đâu bán hay vậy em? Dạ, cái này em đặt mua riêng thì mới có, chứ bình thường ở những chỗ khác thì cũng sao không có. Đẹp, một món quà rất là giá trị ha. Rất là kỷ niệm. Rồi, cảm nhận đầu tiên của hai bạn khi cánh cửa này mở ra là như thế nào? Dạ, nói chung là em nhìn bạn thì em thấy bạn rất là hiền và rất là có một cái gì đó dễ mến, có nét thân thiện, em rất là thích. Có sự rung động nào trong người chưa? Dạ có ạ. Còn em gái? Nhìn ảnh được. Được. Dạ. Đơn giản, phụ nữ một chỉ được là được rồi, mà không được là thôi. Rồi được rồi, bây giờ cho hai bạn thêm nhiều thời gian để tìm hiểu tâm sự với nhau rõ hơn về công việc ha, quan điểm tình yêu rồi bàn chuyện hôn nhân gì đó. Hẹn hò sau hai bạn cứ tìm hiểu cho kỹ với nhau nha. Dạ. Vậy tôi mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Lạc Thái. Món ăn này có tên là can kiểu quảng cây, có nghĩa là cà ri xanh với gà. Đây là một món ăn của Thái Lan ha, nó khác với những món cà ri Ấn Độ hay là cà ri của Nhật Bản. Thì đây là món cà ri đặc biệt của ẩm thực Thái Lan. À, món ăn được kết hợp từ những loại nguyên liệu được chọn lựa rất là kỹ càng, như là cà pháo xanh nè, cà tím nè, thịt gà tươi nè, rồi rau quế và sốt cà ri xanh, đặc biệt mang đến cho thực khách những món ăn rất là độc đáo và khác lạ, đậm chất Thái Lan. Rồi vừa ăn vừa thưởng thức ha, vừa nói chuyện với nhau. Chút xíu chị Tường sẽ quay lại nha. Rồi mời hai bạn. À, xin chào em. Dạ, chào anh. À, bình thường thì em có sở thích gì đi đâu chơi ngoài công việc của mình ra? Em thích đi xem phim với đi du lịch ở một số nơi mà mình gọi là mình chưa tới. À, anh cũng vậy, thường thường thôi. Nếu mà sống một mình đi xem phim một mình người ta cũng hỏi cũng kỳ lắm. Anh thì cũng hay thích xem phim vào những dịp cuối tuần á. Thì hy vọng là nếu mà mình được tiếng với nhau thì anh sẽ có người xem phim chung. Dạ. Để cho bên bán vé khỏi hỏi, tại vì anh cũng hay đi xem phim lắm. Dạ. Em dùng bữa trước đi. Dạ, cảm ơn anh. Nhà của em ở Trâm đúng không ạ? Dạ em. Nhà của em thì có mấy anh chị em? Nhà em có 5 người. Nhà em có 5 người. Em hiện tại đang sống với gia đình ạ. Em đang sống với dì với bà ngoại. Nhà anh có mấy anh chị em? Nhà anh thì có hai, một anh chị, một anh với một em. Anh của anh thì cũng đi làm bên xưởng gia đình. À. Em của anh thì bây giờ nó học xong đại học rồi. Thì không biết là em có thích học tiếng Nhật không ạ?
Em không có năng khiếu học về ngoại ngữ. Không sao đâu, nếu mà có gì thì anh sẽ chỉ. Nói chung là tiếng Nhật thì cũng khó, nhưng mà nếu mà mình cứ bỏ thời gian chút thì sẽ biết thôi. Dạ, em cũng chờ cả ngày anh dạy em để em nói chung với anh cho vui. Cái gì hai đứa cùng gọi là, nếu mà lâu dài thì mình có khả năng đi du lịch đó cũng được. Đúng rồi. Bên của em là thường thường thời gian rảnh của em là khi nào trong tuần đó? Nói chung là em làm từ thứ hai cho tới thứ bảy, em rảnh chủ nhật. Thứ bảy làm chủ nhật và anh cũng làm chủ nhật. Em có quan điểm gì về em với anh tự nhiên? Về quan điểm của em về tình yêu thì thế nào? Yêu thì quan điểm của em là thủy chung, với lại chung. Mình xác định yêu là mình phải cưới. Anh cũng giống quan điểm của em. Không nên yêu lâu quá, tại vì nhiều khi mình yêu lâu quá nó sẽ bị nhạt. Với lại khi mà mình tiến thân với một ai đó thì mình nên xác định hôn nhân. Anh cũng không phải lớn tuổi lắm, nhưng mà anh khi mà quen với ai thì anh sẽ xác định tới hôn nhân. Nếu mà quen nhau thì anh tầm khoảng bao lâu thì anh cưới được? Anh thì khoảng tầm 1 tới 2 năm là sẽ được, còn không biết em thì thế nào? Em cũng tầm khoảng đó. Anh thì yên tâm, anh thì quen là có ý định tiến tới hôn nhân, chứ không phải là quen kiểu là để chụp hình Facebook. Không, em không xài Facebook. Anh cũng vậy, Facebook của anh chắc cũng để lâu rồi, cũng không xài. Chắc em cũng mấy năm. Anh cũng vậy. Ở giờ có bạn chuyển yêu không? Dạ có, em thấy bạn hợp với em nhiều thứ. Đúng rồi, thì nghe cùng đạo là hợp rồi, nhưng mà giờ chừng nào đám cưới? Dạ, nếu mà quen nhau hợp thì tầm 1-2 năm là đám cưới rồi. 1-2 năm đám cưới hả? Dạ. Bên đây 23 tuổi, 25 là cũng vừa hả? Rồi đám cưới rồi sao? Rồi làm dâu không hay là ở đâu? Dạ thì bạn chưa? Nếu mà không biết em có ngại về chuyện làm dâu không? Làm dâu thì em không ngại, tại vì con gái thì ai cũng phải trải qua chuyện đó, thì em cũng không vấn đề gì. Ở dân chung ba mẹ sướng, hai chồng đi chơi bỏ con cho ông bà nội về giữ được nữa, quá tiện luôn. Nhưng mà trong tương lai thì em tính là mình sẽ tự lập, mình mua một căn nhà riêng của mình sẽ thích hơn. Đúng rồi, thì ai không thích vậy, nhưng mà có đủ điều kiện kinh tế hay chưa thôi. Nếu mà bạn chữa làm dâu thì mình sẽ có thời gian đó sẽ nhanh hơn, mình sẽ tiết kiệm được vốn nhanh hơn, mình sẽ xây được nhà. Thì vậy đi, thời gian đầu mình cứ làm dâu cho tròn chữ hiếu đi. Không, với lại thời gian mới còn khó khăn kinh tế, về có ba mẹ lo này kia đỡ lắm. Thì nào ổn ổn 5-3 năm rồi mình ra riêng. Vậy là mình thấy là mọi thứ nó cũng ổn ha. Dạ, mọi thứ là ổn, em rất thích bạn. Rất thích bạn luôn. Rồi bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn chơi một vài trò chơi của chương trình nữa, để cho hai bạn thêm khăng khít hơn, thêm hiểu nhau hơn, rồi chúng ta mới đi đến quyết định là có bấm nút hẹn hò hay không. Mỗi người sẽ bóc một lá rồi đọc lớn lên yêu cầu trong này giùm chị. Rồi, bạn nữ đọc trước đi. Yêu cầu bạn nam thể hiện sức khỏe bằng việc cõng bạn nữ, bạn gái một vòng. Được không em? Dạ được ạ. Rồi, tiến lên làm liền. Mới ăn được có mấy hộp cơm mà. Qua đây. Ẩm cổng bồng gì đó, bạn gái đi một vòng, đây tôi sẽ ra đó, đây nè, đi qua đây, đi lại đây là xong. Sao? Được không, bình thường. Bạn gái xong cỡ. Mình cũng phải được chứ. Rồi ơi, xiết cổ người ta hả? Xiết cổ người ta hả? Rồi không lấy hai cái tay cặp cái mông người ta sao lên? Ẩm nổi không? Dạ, tùy bạn hóa màu ngại lần đầu để bạn... Rồi em cổng người ta nổi không? Dạ được. Thì lên đi, người ta làm được. Nhưng mà lên không được. Ta lên không được, phải ẩm mới được. Ẩm vậy nè thì được. Em chưa ẩm bây giờ không biết ẩm như thế nào. Đó, ráng đi, xoay vô trong. Phải thể hiện sức khỏe chứ. Thì đó, là ẩm vậy nè. Em thấy cái này khó quá vậy. Chị bỏ qua cái... Sao bỏ được? Phải để bạn... Cổng được. Cổng lên. Được mà. Thì em, nhưng mà hai cái tay em phải vòng qua sau mông người ta thì em mới lên được chứ. Dạ, dạ, dạ. Chứ em không vòng ôm sao lên. Người ta muốn có sự va chạm, người ta mới chơi trò chơi. Chứ không thôi, ông cứ... Tại sao cái tay em... Ủa, em cổng thì em phải vậy chứ. Dạ, em dạ. Cổng hai cái tay em vòng thòng gì sao ta lên. Tự chị bỏ qua cái gì, cái này em chưa ăn. Rồi, vậy bóc thử thách khác cho em, đứng bóc thử thách khác đó. Rồi, em biến cứ luôn đi, coi thử thách khác là cái gì. Học lớn lên, lần này là phải chịu nha. Bạn nam hãy tỏ tình lãng mạn bằng tiếng Nhật. Được không? Cái này quá dễ rồi mà, em tỏ tình cổ cũng đâu có hiểu gì đâu. Tỏ tình bằng tiếng Nhật nha. Nắm tay, nhìn vô, tỏ tình là sao em hiểu không? Xin chào, sang tiếng Việt đó là anh rất là thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên có gì sẽ cho nhau một cơ hội. Ủa sao ông nói ngắn ngủn vậy? Tôi nhớ tiếng Nhật dài lắm mà. Dạ, tiếng Nhật khi nào cũng dài gấp đôi tiếng Việt hết trơn á. Tại em nói nhanh á. Nói lại cho ta nghe coi. Hajimete atta node hontoni suki desu. Yoroshiku onegaishimasu. Dạ đúng không? Dạ. Hiểu không em? Dạ. Anh dịch hiểu rồi. Dạ. Những đặc biệt của người Nhật, người ta nói chuyện khi nào người ta cũng cúi đầu, người ta cũng cảm ơn người ta, được chưa? Dạ. Rồi về bốc thăm đây nè. Để em xem. Rồi đọc lớn lên. Bạn nữ hãy chủ động nắm tay bạn nam và nói những lời ngọt ngào nhất. Rồi em mời em qua đây.
Ra đứng rồi. Thì em đứng đi, người ta qua với em nè. Tôi nghe ngọt mới được nha. Em muốn anh sẽ nắm tay em và đi hết cuộc đời này. Anh rất vui và sẽ cố gắng, sẽ anh rất thích em từ ánh nhìn đầu tiên. Cái này tôi thấy nói thiệt chứ cái này không phải chơi game nha quý vị nha. Ta yêu cầu bạn nữ nói xong bạn đàn ông có đáp lại luôn. Rồi chúc mừng hai bạn hợp lệ. Rồi mời hai em về vị trí. Thôi thật ra là không phải làm khó hai bạn làm gì, nhưng mà như vậy là chi, để hai bạn hiểu nhau nhiều hơn, mình có va chạm chút xíu đúng không, đỡ ngại ngùng. Với lại khi va chạm á là chúng coi thử coi có cái luồng điện nó chạy qua không. Rồi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Đây là cái nút bấm để hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Nếu hai bạn thật sự thích nhau, cảm thấy hợp với nhau, có cái tiềm năng có thể đi được một cái đoạn đường dài thì chúng ta bấm nút. Còn nếu chúng ta thấy chúng ta không rung động, chúng ta không thích, đây không phải là người chúng ta tìm, thì chúng ta không cần bấm và lấy tay ra khỏi nút bấm nha. Nhắm mắt lại đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm, một là bấm thật mạnh, hai là lấy tay ra nha. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa ông có đi học không? Ông biết đếm không? Sao tôi đếm mới có một ông bấm rồi? Thật sự thì lúc chị Thường mở ra là em đã bấm ngay đầu tiên rồi. Trời ơi sao vậy? Ba thì nó vẫn còn đó chứ nó có chạy đi đâu đâu. Sợ nhiều khi nút nó không ăn mình bấm 2-3 lần. Trời ơi chứ thương ghê. Rồi mời hai bạn qua bên đây. Bây giờ là thật sự nắm tay nhau nha. Cái này không phải là chương trình chơi game nữa mà là thật sự. Và một nụ hôn đầu tiên dành cho nhau kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Cho anh xin phép hôn em. Dạ. Lần đầu tiên. Dạ. Chị Tường chúc mừng hai bạn. Đây là những chiếc vé xem phim từ hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng, của một cái không gian để hai bạn đến đó xem phim và tìm hiểu nhau. Yeah. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Yeah. Chúc em thật là xinh đẹp ha. Yeah. Hôm nay có được thêm một người yêu chăm sóc mình nữa, chúc em thật vui. Yeah. Có tin vui gì sớm thì hãy báo cho chương trình nha. Yeah. Rồi cảm ơn hai bạn rất nhiều. Kính thưa quý vị, Tường rất vui vì hôm nay cũng đã mai mối được thành công cho cặp đôi này. Tường thấy là cặp đôi này cũng có rất là nhiều tiềm năng sẽ sớm tiến tới hôn nhân nha quý vị nha. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Và bây giờ thì Tường xin phép tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speed Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Kính thưa quý vị, như thường lệ thì một tuần thì chúng ta cũng sẽ được gặp nhau và sẽ có hai cặp đôi họ đến đây, họ để tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Xin mời chúng ta về vị trí, về vị trí. Mình đặt tay cái nè, đừng quên mất. Yeah. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy hướng mắt lên sân khấu để chúng ta chào đón hai bạn nam của chương trình ngày hôm nay. Wow, rực rỡ, rực rỡ. Bây giờ mời hai bạn nữ đến với chương trình của ngày hôm nay. Ngày hôm nay như có hẹn hay sao? Tất cả mọi người đều mặc đồ đen. Bây giờ xin mời bạn nam ở vị trí chiếc ghế đỏ sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả nghe những cái thông tin cá nhân của mình nhé. Xin mời em. Hi, xin chào tất cả mọi người. Em xin được gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt, hai bạn nữ bên kia, bạn bên đây, tất cả những người thân và mọi người đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ. Lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Em tên là Lê Thanh Vũ. Nghề nghiệp hiện tại của em là ca nhạc sĩ, biên kịch và kinh doanh mỹ phẩm. Năm nay là em 37 tuổi. 37 tuổi rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hoạt bát, là ai em cũng chơi được hết.
ai em cũng có thể thoải mái giao tiếp. Còn cái khuyết điểm của em là có lẽ là do em dễ tính quá nên nhiều khi dễ bị dụ. Ngày xưa là em khá nóng tính. Em dành một khoảng thời gian khá dài để em tập thiền định và em bớt nóng tính lại, và bây giờ em đã cải thiện được. Hy vọng rằng em đã định được và ngày hôm nay chị sẽ định duyên cho em, được chưa? Dạ, cảm ơn. Quá dữ. Rồi, mời bạn nữ bên kia. Rồi. Trước tiên em xin chào hai MC ạ. Xin chào hai bạn nam bên kia và khán giả dưới trường quay ạ. Em tên Nguyễn Thị Yến Nhi. Em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Nghề nghiệp của em là nhân viên spa. Dạ, năm nay em 30 ạ. Dạ. Thì em giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu em luôn đi nè. Điểm mạnh của em là em biết chia sẻ, biết quan tâm. Có thể bên ngoài em có chút lạnh lùng nhưng mà bên trong em rất là ấm áp. Ví dụ như là em thích một người nào đó thì cái người ta sẽ cảm nhận được nơi em là sự ấm áp. Còn điểm yếu của em là em hay quên, hơi chậm. Thì cũng phù hợp với công việc spa của em á, phải từ từ. Từ da nó mới thấm vô mặt. Rồi hả? Dạ. Kiểu tỉ mỉ anh. Rồi, bây giờ tới bạn trai ở ngồi ghế màu xanh nè. Em tên là gì? Dạ, đầu tiên em xin kính chào tất cả mọi người. Chào MC Cát Tường, chào MC Hứa Minh Đạt cùng hai bạn nữ và bạn nam cùng chơi. Em tên là Nguyễn Minh Kha, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Công việc của hiện tại của em là đang công tác là Ủy ban Nhân dân phường 10. Dạ, em phụ trách hoạt động bên mảng khuyến học và phong trào của cựu chiến binh. Dạ, năm nay em 28 tuổi và đồng thời em cũng có dạy thêm ngoài giờ, làm cộng tác viên xe ô tô và lại lắp ráp cái thiết bị cảm biến nông nghiệp. Chà, nghề nghiệp quá trời vậy. Điểm mạnh, điểm yếu của thầy là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng, sống có trách nhiệm, biết quan tâm chia sẻ. Ví dụ như là bạn bè hoặc bạn nữ mà gặp khó khăn gì đó thì thay vì mình nhắn tin mình vận động này nọ thì em sẽ tới tận nơi luôn, coi thử có còn giúp được cái gì hay không. Nhưng mà rồi bây giờ em có ngại yêu xa không? Ví dụ là hai cô gái mình bữa nay là ở thành phố không hà? Dạ, cái đó em thì không có ngại vấn đề yêu xa hay khoảng cách địa lý gì hết. Quan trọng ngoài trong cái tình yêu là cả hai phải tin tưởng lẫn nhau. Rồi cho hỏi tiếp cái nữa là nãy giờ rồi còn điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm yếu của em là hay quên, với lại công việc mệt mỏi, mình trầm tính, mình cứ im thì người ta tưởng là mình khó gần. Chứ thực ra là em rất là dễ gần, rất là thân thiện. Rồi quê gốc em là ở đâu? Ở Đà Lạt luôn hả? Quê gốc em là ở Bình Định. Ở Bình Định? Dạ. Rồi tại sao lại là đi dạy với đi làm ở Đà Lạt? Dạ thì em sinh ra ở Bình Định nhưng mà theo ba mẹ lập nghiệp từ nhỏ ở Đà Lạt. Ngoài Bình Định còn ông bà dòng họ ngoài đó. Em chỉ theo ba mẹ vào đây thôi. Rồi chị hiểu rồi. Vậy ha, nhưng mà thầy giáo tôi là cũng rất là lịch sự, đàng hoàng, lịch lãm nha. Mặt mày đẹp trai, giới thiệu cho vui mà nãy chưa thấy vui, cười cái coi vui nè. Đó, cười đẹp trai nha. Nhưng mà có điều là đẹp theo cái kiểu không phải là nghệ sĩ mà đẹp theo kiểu là thầy giáo. Nhưng mà rất là chuẩn, rất là chỉnh chu. Đúng rồi. Cán bộ nữa chị hả? Bây giờ thì cô gái ngồi ghế màu xanh hãy giới thiệu mình đi nè. Dạ, em chào anh Đạt, chào chị Tường, chào hai bạn nam và khán giả ở đây. Em tên là Nguyễn Thị Yến Nga, em sinh năm 99. Trời ơi, hai người có bà con như không đây? Yến Nhi, Yến Nga, hai chị em hả? Dạ, sự trùng hợp thôi. Sự trùng hợp. Dạ, em thì quê gốc em cũng quê ở Bình Định ha. Ồ, Bình Định luôn hả cưng? Cùng quê với nhau. Dạ, em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, em ở quận Bình Tân á. Công việc của em là tư vấn bán hàng tại shop Vân Cưng á. Thế mạnh, điểm yếu? Dạ, em hay kiểu tấu hài, em đi làm được cường suất. Tấu hài. Kiểu như là em đi làm là lúc nào siêu thị chỗ làm việc em cũng vui vẻ hết á. Còn điểm yếu thì trước đám đông thì em hơi run xíu, với lại em hơi nóng tính á. Em có hồi hộp không? Dạ có. Hát bản đi nè. Em hát bài Những Điều Nhỏ Nhoi của chị Vy Anh. Những Điều Nhỏ Nhoi. Dạ. Hay quá. Quá em ơi. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng. Bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người. Đời chẳng còn lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Yeah. Quá là tuyệt vời. Vậy thì em có ngại yêu xa không nè? Dạ, yêu xa mà yêu ở Đà Lạt thì em không ngại anh. Yêu ở Đà Lạt thì em không ngại anh. Không ngại đâu, yêu là gần đúng không? Đà Lạt mát mẻ lắm nha. Em cũng mới đi một chuyến đi Đà Lạt mới về.
Là như là em kéo duyên từ Đà Lạt xuống đây luôn rồi đó. Thiệt hay quá trời. Dạ thấy hơi lạnh nhưng mà lên đấy sống ảo thì đẹp đó chị. Đúng rồi. Đó, thầy giáo đây đang cười tủm tỉm rất là vui. Rồi, thế bây giờ mình sẽ tiến tới sâu hơn một chút xíu nữa về tình trường của các bạn. Bây giờ quay trở lại với anh chàng ngồi ở ghế đỏ. Thì bây giờ chị hỏi là Vũ. Vũ thì đã trải qua mấy mối tình rồi Vũ? Dạ, em từ trước đến giờ là em trải qua 7 mối tình. Từ trước đến giờ là em trải qua 7 mối tình. Bảy mối tình. Thẳng thắn dễ thương. Nếu mà sâu đậm thì là có hai mối tình sâu đậm. Là mối tình đầu của em. Rồi. Là ngày xưa lúc mà em còn đi học, là lúc em mới vào trường cấp 3, là em có thích một bạn hoa khôi của trường. Wow, cũng mà biết lựa người thích quá ha. Mà em là lúc đó lại là một chàng trai tự ti về ngoại hình, với lại tự ti rất nhiều. Mà sau này cái em thích bạn đó, mà bạn ấy lại là một người rất là yêu âm nhạc. Có chia sẻ với người bạn thân của bạn ấy là bạn ấy muốn có một người nào mà có thể hát tặng bạn ấy giữa cả trường. À, sau khi em nghe người bạn của bạn ấy kể lại, em đã tập hát, tập đứng trước đám đông trong vòng 3 năm. 3 năm. Tại vì đối với em cái việc đứng trước đám đông là một cái chuyện kinh khủng. Rồi cuối cùng cái ngày đó như thế nào? Cuối cùng là em đã hát tặng cô ấy ngay giữa cái ngày mà cuối tốt nghiệp, ngày chia tay. Trời đất ơi, vô trường bắt đầu hát mà tới vô trường để ý mà tới cuối tốt nghiệp chia tay mới hát. Mà lúc đó cô có bồ chưa? Dạ chưa. Trời ơi, hên quá vậy, cô cũng chờ đợi đó. Bây giờ em làm lại cái buổi đó đi. Em hát rồi đó. Em có nhớ là lúc ấy là cô ấy rất thích anh Bo Đan Trường. Nên ngày đó lúc em đứng trước cô ấy, em để một cái tóc hai mái giống anh Đan Trường. Em hát bài hát Những Mùa Dấu Yêu để tặng cho một người bạn nữ mà em đã yêu thầm 3 năm, cấp 3. Có kêu tên của ra không? Em có kêu tên. Tên gì vậy? Tên gì vậy? Thôi kêu tên gì nữa, biết vậy được rồi. Kêu tên rồi sao nữa? Em kêu tên thì tất cả các bạn quay lại nhìn cô ấy. Rồi cả lớp của cô ấy có chọc. Cuối cùng cái cô ấy đi đâu mất tiêu. Đi đâu mất tiêu. Cái em cứ sợ là cô ấy giận. Cái cuối cùng em đi về tới chỗ gửi xe, em mới thấy cô ấy đi ra và xin số điện thoại em. Cô ấy đi ra và xin số điện thoại em. Đang hát là anh khúc mà những mùa dấu yêu qua lên trào thử ơi. Những mùa dấu yêu ơi, xa rồi ngàn xa kỷ niệm. Những mùa mắt ai xưa, xa rồi nữa. Lâu quá anh ơi. Cái quan trọng nó không phải là cái bài hát, mà cái quan trọng là mình tỏ tình ngay trước sân trường. Hai bạn yêu nhau được bao lâu? Dạ hai đứa em yêu nhau được 5 năm. Trời ơi, một mối tình đẹp quá. Dạ. 5 năm mà sau khi ra trường là đã chín chắn trưởng thành hết trơn rồi, mà sao lại để chia tay uổng vậy em? Nhưng mà đến một ngày vô tình em vào được cái Yahoo của cô ấy. Lúc thời đó xài Yahoo. Cái em mới phát hiện ra thì ra là cô ấy đã có một mối quan hệ sau lưng em với một người bạn thân của em trong vòng 2 năm. Mà em không biết gì hết. Thậm chí tụi em còn đang chuẩn bị chụp hình cưới. Em chỉ chụp cái đoạn tin nhắn em gửi qua. Rồi sau đó em không liên lạc nữa. Rồi cổ cũng im luôn, cổ không liên lạc luôn. Có liên lạc em mà em không trả lời. Cái cảm xúc của mình lúc đó như thế nào khi em phát hiện cái điều? Cảm xúc của em rất là hụt hẫng. Tại vì thà là một người nào đó lạ, còn đó là một người bạn thân của em. Mà thậm chí là hai đứa em còn tính là bạn của em với lại người yêu của bạn đó. Với lại hai đứa em còn đang tính là làm đám cưới chung một ngày. Và trong cái thời điểm đó là em cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu một cách trầm trọng. Nhưng mà sau đó thì em vẫn có thêm được 6 mối tình. Sau đó em đã gượng dậy vì em vượt lại. Chia sẻ với em, đồng cảm. Rồi kỷ niệm đó. Có đẹp, kỷ niệm có đẹp và có buồn. Bắt đầu cái tới mối tình thứ hai của em thì là một mối tình em quen bạn ấy. Sau đó bạn ấy đi nước ngoài, có người yêu và có em bé với một người bạn bên nước ngoài luôn. Sau đó tụi em không liên lạc được một năm. Rồi sau đó thì em lại quen lại bé ấy. Cuối cùng là em chấp nhận quen một người mẹ đơn thân. Tại vì bé ấy với lại người yêu ly thân. Và quen được một năm mấy nữa thì em chia tay. Bạn ấy lại có những cái chuyến đi mà không hề cho em biết. Nhiều khi đi Nha Trang, đi Đà Lạt, đi đâu đó mà nhiều khi em không biết gì hết. Người ta nói phận gái 12 bến nước, mà sao cái phận anh này nó cũng bến đục bến trong quá ha. Cũng gian truân quá. Thôi rồi bây giờ mọi chuyện cũng qua rồi ha.
Bây giờ muốn tìm một người vợ như thế nào? Dạ em muốn tìm một người đầu tiên là phải lễ phép, thân thiện, đừng có chảnh quá, biết nấu ăn. Nếu mà có thể thì đừng có chung nghề với em. Rồi, rồi. Mình tạm ghi nhận rồi, vậy đi. Tạm vậy đi. Giờ nè, cô gái bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, là nãy giờ vẫn cứ mặt cứng lạnh lùng đó. Hỏi tới mới cười nhẹ. Em tâm sự về những cuộc tình của mình cho anh nghe đi. Tình cảm của em chóng vánh lắm anh. Chóng vánh là như thế nào? Em có một mối tình mà đầu tiên của em á. Mà là... em có thống kê là mình có bao nhiêu trong kia cái 7 mối lần đó. Em là chắc nhiều hơn nên em ngại đúng không? Không, em không phải nhiều hơn mà có nghĩa là em chỉ tìm hiểu thôi chứ em cũng không nhớ những người đó. Có nghĩa là em chỉ nhớ một người đầu tiên quen là lâu nhất là 5 tháng thôi. Anh đó lớn hơn em 9-10 tuổi. 9-10 tuổi? Dạ. À. Em chắc bị cắm cũng 7 cái sừng, 7-8 cái. Trong vòng 5 tháng mà được 7-8 cái luôn. Dạ. Trời trời. em chưa sâu đậm. Chưa tới lúc sâu đậm là đã như vậy rồi. Là bây giờ cái gu em là phải lớn tuổi nè. À, gu em không cần phải lớn tuổi, chín chắn trong suy nghĩ là được. Chín chắn trong suy nghĩ. Về ngoại hình có yêu cầu gì không em? Ngoại hình thì nhìn ưa, nhìn cao tầm 1m7 trở lên được chị. 1m7 trở lên. Nhỏ nhắn lắm. Cao 1m7 trở lên. Mình cao mét mấy cưng? Em cao 1m7. Em cao mét mấy cưng? Dạ em mét 7 luôn. Trời, hai chàng mét 7 hết. Bây giờ quay qua với thầy giáo của mình nè. Thầy giáo ơi, mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ gọi là mối tình chính thức thì em trải qua một mối tình thời sinh viên. Một mối tình một thôi? Dạ, sau đó thì em ra trường về lại Đà Lạt công tác. À là rồi. Sinh viên là em học ở đâu? Dạ em học ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. À rồi. Thì tụi em quen nhau được khoảng gần 1 năm thì tới lúc đó em về nghỉ hè. Về Đà Lạt nghỉ hè. Lúc đó là em chưa có xài smartphone. Chỉ có gọi điện với nhắn tin hoặc là Facebook mà qua laptop thôi. Đó. Thì bạn thấy cả em đi làm cả ngày, tối cũng có gọi điện nhắn tin. Nhưng mà bạn thấy em ít nhắn tin với bạn quá. Thì khi mà em hết nghỉ hè rồi quay lại thì em lên Facebook thì thấy bạn đã hủy kết bạn với em. Em cũng có tìm hiểu thì thực ra là đối với em là bạn giống như cảm xúc nhất thời. Chứ thực sự người bạn thích là người khác. Bây giờ là thầy giáo muốn mẫu người lý tưởng của mình là người như thế nào nè? Dạ mẫu bạn gái của, lý tưởng của em là hiền, vui vẻ, hoạt bát, biết tôn trọng người lớn, có thể là biết nấu ăn. Tại em cũng có cái tài lẻ là biết nấu ăn. À. Món này em nấu không được, chỉ cần nhìn người ta hoặc trên mạng nấu một lần em có thể nấu lại được. Rồi, có yêu cầu gì về ngoại hình của bạn gái không? Dạ yêu cầu thì em cũng đơn giản lắm, chỉ cần bạn gái cao từ 1m55 trở lên là được. 1m55 trở lên dạ. Là được ha. Thí dụ giờ ta lên Đà Lạt thì rồi em có kiếm được cái công ăn chuyện làm gì cho anh ta không? Dạ được, nếu bạn lên thì em sẽ chủ động liên hệ công việc cho bạn. Thì có thể giúp bạn tìm việc làm trên đó. À nói chung là em cũng có cái sự quen biết, cũng có rành rọt ở trên đó. Có quen biết phải không? Dạ. Có xin được phải không? Đó tôi cũng phải hỏi vô rồi. Rồi chắc chắn chứ, chắc chắn được, được. Yên rồi. Tâm, thầy giáo đẹp trai lắm em. Ngon lành đó. Ngon lành. Dạ em tâm sự em đi nè Yến nha. Em bao nhiêu cuộc tình rồi? Dạ em thì trải qua ba mối tình. Ba mối có tình. Có hai mối tình là thời cấp 3 với một mối tình chính thức gần nhất là bắt đầu dịch là năm 2019, Tết năm 2019. Em bắt đầu chuyện tình yêu khúc đó đó hả? Hay sao? Nhưng mà trong thời gian quen thì cũng chỉ có 2-3 tháng thôi à. Tết em về quê thì hai đứa vẫn có nói chuyện bình thường. Nhưng mà sau khi vào lại Sài Gòn thì kiểu như là bạn đó cũng còn đi học đó, rồi công việc nữa. Em đi làm nhưng bạn đó kiểu ít có nói chuyện với nhau á. Xong thời gian thì bạn đó nói là chia tay là tại vì không quên được người yêu cũ rồi. Trời. Nói là em không hợp. Thì lúc đó em cũng có níu kéo rất nhiều nhưng mà bạn ấy lắc Facebook, lắc Zalo em trời chặn hết trơn. Cái bạn trai nào mà tàn nhẫn dữ vậy trời. Trời ơi không quên được người yêu cũ rồi mà còn lóc người ta nữa. Dạ. Thì cái gu người đàn ông em như thế nào? Dạ thì ngoại hình thì cao khoảng 1m65 trở lên được. Tại không vì là em... mình nhìn là tới 1m7 lần kìa. Đủ chuẩn à. Bạn nam yêu cầu 1m55 nhưng mà em có 1m52 được không anh? 1m52 được không anh? Được. Dạ được luôn anh ơi. Được luôn. Cô gái 1m52. Thật ra là con gái mà ăn thua nhỏ nhắn rồi thì mang nó dài 3-4 phân 5 phân là đẹp rồi đúng không? Dạ về là em học bài hát cô gái 1m52 luôn. Hay quá. Chỉ cao 1m52 nhưng sao đáng yêu dịu. Tính tình, cá tính hay là cái mẫu người em như thế nào? Dạ em thì kiểu em cũng muốn tìm một người bạn trai lớn hơn em xíu. Lớn tuổi một vài tuổi thôi. Chững chạc tại vì em kiểu người ta nhìn vào ta kêu em trẻ trâu á. Tấu hài hả? Trẻ trâu. Trẻ trâu là sao? Suốt ngày đăng ảnh Facebook rồi up story rồi. Nói chuyện ra bình thường có gì đâu trẻ trâu. Vậy anh chắc cũng chùm trẻ trâu luôn á.
mình xong rồi ha. Bây giờ mình hỏi người thân đi nè, hỏi ý kiến người thân nè, ưu tiên nhà gái trước đi. Bữa nay em tới với ai? Chờ em tới với em trai của em. Lời đầu tiên xin cho em xin chào chị Cát Tường và anh Hương Minh Đạt. Căng vậy. Em tên là Khanh. Khanh à, em trai của chị Nhi. Em ruột luôn hả Cưng? Dạ chị em ruột. Thứ nhất là hai anh đẹp trai. Hai anh đẹp trai. Em cũng đẹp trai. Em nghĩ là anh thầy giáo, anh nhìn anh chững chạc. À chết trời, em vậy là không có chững chạc nghe chưa. Ba mươi mấy tuổi mà không có chững chạc bằng người ta mới 28 tuổi kìa. Rồi. Nhìn anh nghiêm túc. Anh nghiêm túc. Hôm nay đi quay chương trình là ba mẹ biết không? Dạ không. Trời, giấu ba mẹ hả? Em còn không biết nữa mà. Ủa sáng em còn không biết, em không biết sao em ngồi đây. Sáng cái chị kêu em chở đi mới biết thôi. Rồi mình theo dõi tiếp, hy vọng là ngày hôm nay chị cũng sẽ tìm được một người ha. Rồi à, còn em ngồi kế bên. Dạ, lời đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào tới anh Hướng Đạt và chị Cát Tường. Em tên Hằng, em là chị gái của bé Nga. À bé Nga. Chị ruột luôn. Dạ chị ruột luôn. Chà, bữa nay toàn anh chị em ruột không vậy ta. Thì em thấy hai bạn nam ở đây thì ai cũng công việc ổn định hết, tính tình lẫn ngoại hình thì đều ok hết. Nếu mà em chỉ yêu xa thì cái đó thì em cứ chọn. Thì hai bạn này tính chất công việc cũng thấy là khá bận đó. Được cái là cùng quê Bình Định thì cũng tốt quá. Dạ. Gần gũi. Thôi nói chung chị nói vậy thì cũng có tín hiệu mừng rồi. Rồi bây giờ đến họ nhà trai nè. Dạ em xin chào anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường ạ. Chào em. Dạ em là em họ của anh Nguyễn Minh Kha ạ. Em thấy là chị Nga thích hợp với anh em hơn. Em thấy chị vui vẻ, dễ thương ạ. À, hay là tại cũng thấy cùng quê. Dạ. Cùng quê. Dạ một phần cũng là như vậy. Rồi, ok, cảm ơn em nha. Cảm ơn rồi, chị. Rồi còn bạn trai. Dạ em chào anh Hứa Minh Đạt với lại chị Cát Tường ạ. Rồi, hôm nay mình đi với Vũ đúng không? Dạ. Mình là bạn sao với Vũ? Dạ em là trợ lý của anh Vũ. Ồ, trợ lý của lại anh Vũ. Em là rapper, ảnh hát thì em gáp. Ôi. Ồ, ngon gáp lành hả? Dạ. Wow. Thấy cô nào hợp với anh Vũ của nhà mình hơn? Em thấy hai cô không cô nào hợp. Sao vậy? Trời ơi. Tại vì cái tính anh Vũ á hiền, nhưng mà lúc nào mà anh Vũ mà nóng lên á là anh Vũ làm banh chành hết á. Mà cái chị đầu tiên đó là quen được 5 tháng là không có quen được, khó. Còn cái chị thứ hai thì hơi nhỏ con, rồi hơi chậu, hơi sụn nhi một chút nữa. Hơi trẻ trâu. Trời ơi trời. Em đừng có bàn ra như vậy, em phải bàn vô chứ. Em có tình ý gì với anh Vũ không? Không trời ơi. Em có tình ý gì với anh Vũ không? Tại sao em lại bàn ra? Không có, nhưng mà thực sự là như vậy. Nhưng mà nếu mà tính mà hai người này thì em thấy cái chị ngồi ghế đỏ có thể phù hợp được khoảng 50%. Nếu mà chị đó ghè được cái tính là chịu đựng là chị đó sẽ hợp. Tại vì chị đó cũng xinh đẹp. Mà thiệt tình là em là với anh Vũ là coi anh Vũ như là một người anh đúng không? Dạ, em có người yêu rồi. Em có người yêu rồi. Nói chung là trước đây cũng em cũng đã có mối tình mà cũng chia tay vì cái sự hiểu lầm của em với lại Duy. Vậy mà còn ra dắt đi theo chi nữa. Rút kinh nghiệm nha. Hôm nay nhớ rút kinh nghiệm, chị mốt yêu đương hẹn hò đi bạn gái, bớt dẫn bạn này theo nha. Dạ, thường thường là em đi em rút kinh nghiệm, em không bao giờ vẫn đi theo nữa. Bye bye. Em né. Bye bye Cường, bye bye. Ok, phá người ta không à, trời ơi thiệt tình luôn. Hai cô gái ta xinh đẹp vậy, ông ngồi dưới ông phán ngon ngon lành hết sức vậy đó. Duyên dáng hết sức đó. Nó khổ luôn này sao. Thôi giờ còn chờ gì nữa nè chị ơi. Mở cửa trái tim. Nè. Đó, quá trời lắm. Đúng hoa trên Đà Lạt chăng? Này từ Lạt đem xuống hả Cưng? Dạ, từ Đà Lạt. Thiệt luôn á hả? Dạ. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ. Trời ơi. Từ Đà Lạt thiệt luôn. Cái hoa này là cánh hoa hình trái tim thì nó tượng trưng cho như là trái tim của anh gửi gắm vào đây. Tặng cánh hoa. Chúc em luôn xinh tươi như bông hoa này. Có một cái món quà. Có cái quà riêng nha. Dạ rồi. Em cũng có một cái phần quà nhỏ là tặng cho hai MC là chị Tưởng Anh Đạt. Chị nữa hả? Cũng có dạ. Hả? Cái này gọi là sáng đá đúng không? Dạ sáng đá này là tự em trồng với lại em cấy ghép luôn. Ôi.
Rồi, wow, ok, cảm ơn em. Có tặng wow cho bạn chơi không ta? Hay kiếm mối liền luôn á. Em mở quà luôn đi cho mọi người biết cái gì chứ. Dạ, cây son dưỡng. Cây son dưỡng? Dạ. Hai cây son dưỡng luôn. Thế em tặng son có ý nghĩa son dưỡng là do mùa này có thể là mùa dịch, bạn có thể đeo khẩu trang nhiều thì môi có thể bị ảnh hưởng, thì mình sẵn lúc mình đeo khẩu trang đó mình dưỡng môi luôn, mình son. Cũng có ý lắm ha, chu đáo lắm ha. Trời rồi trời. Bây giờ đó chị hỏi nè, khi mà mở cửa trái tim này ra thì đầu tiên là cảm xúc của các bạn như thế nào? Rồi anh lớn nói trước nè, anh lớn nhất ở đây nè. Cảm nhận như thế nào về hai cô gái của tôi? Dạ, hai bạn gái ai cũng dễ thương, ai cũng cảm giác hòa đồng, thân thiện, vui vẻ. Hòa đồng vui vẻ đúng không ạ? Mấy cổ cười chứ mấy cổ. Thấy cười các bạn. Mấy cổ đang quê quê cái anh ngồi dưới á, rồi mấy cổ liếc. Em cũng ngại luôn, em nghe đây nói thì như bây giờ em nhìn hai bạn em cảm thấy ngại cũng sao đó em không dám nhìn thẳng luôn. Rồi, sao Nhi, giờ tới Phiên Nhi nè. Dạ, hai anh dễ thương ạ. Nhìn dễ thương ngoài hình sáng ạ. Mà sao chị thấy em nhìn giống em liếc em muốn liếc dưới phải không? Em đâu có liếc trên này phải không? Em nhìn liếc chị lo quá à. Đó, em cười tươi vậy xinh chết à. Được phải không em? Dạ, dù được. Nãy du di coi như bỏ qua mình chưa nghe nha cưng nha. Nhưng mà em lỡ nghe rồi chị. Nhưng mà em lỡ nghe rồi. Lỡ nghe rồi ha. Không, đó lời bạn người ngoài với là trong cuộc thôi nè. Trong cuộc là người quyết định. Ngại hết sức luôn vậy đó. Trời, còn cưng, mấy Nga thì sao? Dạ, em thấy hai bạn nam thì rất là đẹp trai. Rất là đẹp trai. Đẹp trai. Dạ. Rồi thầy giáo nè, nói nghiêm túc nè, thầy giáo là người chỉnh chạc nè. Cảm nhận đầu tiên của thầy giáo về hai bạn nữ như thế nào? Dạ, cảm nhận đầu tiên của em là hai bạn nữ rất là xinh. Rất là xinh. Rất là dễ thương. Rồi, thôi bây giờ thì chúng ta bắt đầu trò chuyện với nhau một xíu để cho có thể hiểu rõ được nhau nhiều hơn nha. Em hỏi giống như là hai bạn có ngại khi mà quen một người lớn tuổi lắm không? Dạ không ạ. Có lẽ là mọi người nhận xét em là mọi người nói em là hơi bị tăng động. Nên nhiều khi nhiều người mà thích mẫu người chững chạc là không ai lại chọn em hết. Nhưng mà em lại nghĩ là em lại có cái sự đàn ông riêng của em. Đàn ông riêng của em. Riêng là riêng của em. Đối với những người tiếp xúc em đều nói em có những cái đặc biệt mà không phải người đàn ông nào cũng có. Cái gu của em là như là anh trợ lý phải không? Trời ơi. Nãy giờ em cũng nghi lắm á. Đó. Thiệt. Ví dụ em hỏi nha. Rồi. Ví dụ như là bạn của anh không thích anh quen người đó thì sao? Nhưng mà anh là người thích thì sao? Chà, căng căng. Không quan trọng gì hết. Quan trọng là anh thôi em. Dẹp qua bên đi em. Hứa lần sau đi chơi bạn gái hẹn hò là tình yêu rồi là dẹp qua một cất vô tủ cho chị nha. Cái tủ đóng hơi bự á. Cất vô tủ cho chị nha. Vậy là em biết lý do tại sao gần đây em quen ai cũng không được rồi. Thế nào là cũng có lý do để chọt chọt. Nhiều khi đi ngang chị nói anh thấy cái bộ em không, em chắc không quen với ảnh được lâu đâu thôi. Dạ anh có lắm à. Nghi lắm. Nghi lắm. Sao ta? Ví dụ như em không thích người đó thì sao? Em không thích người đó thì có lẽ là trong khi có em thì không có người đó. Có anh, có em là không có người đó. Được rồi, nhấn nữa như sát muối vào lòng người ta vậy, được rồi. Rồi, con hỏi thầy hỏi đi thầy. Anh hỏi bạn nữ cái xanh. Anh với em nếu có cơ hội đến với nhau thì đang nói chuyện, anh làm ủy ban mà. Thì đôi khi đang dịch giả đang còn này. Thì đang nói chuyện với em, đang call hay đang gì đó mà ở trên gọi đi. Thì anh phải tắt ngang vậy, thì em có kiểu suy nghĩ này nọ, thì suy nghĩ lung tung không? Dạ, dạ không. Lúc trước nếu như mà từ hồi xưa còn đi học thì có thể là sẽ giận dỗi, nhưng mà bây giờ lớn thì em cũng đã đi làm rồi, công việc của em cũng bận rộn. Ví dụ như trong giờ làm việc thì em cũng không có sử dụng điện thoại được nhiều á. Là anh có thích kiểu như mà đi chơi, đi du lịch đó anh? Là kiểu đi phượt ấy. Dạ. Đúng, anh rất thích đi phượt. Nếu mà em với anh có cơ hội để kết nối với nhau thì anh sẵn sàng cho em mọi đi phượt mọi cung đường. Rồi, bây giờ chị thấy trên bàn của hai bạn nữ là đều có cái gì đó, có quà kìa. Mình có tặng quà gì cho nhau không nè? Dạ. Có tặng không? À, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em. Dạ, có. Wow, ai cũng có quà luôn. Bé Nga cái gì đọc lớn lên chị nghe coi. Dạ, sách tu tâm cho tốt thì đời thông dong. Tu tâm cho tốt. Món quà giống nhau, khác màu thì đó. Hộp đỏ, hộp xanh đó, ai biết đâu mà mở ra coi nè.
À, chắc cái ly uống trà hay gì á. Cái ly, chắc cái ly. À, ly nước. À, cái ly nước. Cũng I love you. Rồi bên đây có I love you không? Bên đây có gì? I love you. Sao I love you nhiều quá vậy cưng? À, không, không màu là thích rồi. À, rồi thôi bây giờ là để cho hai bạn một chút xíu cái gọi là cảm xúc để chúng ta thời gian chúng ta không có nhiều. Anh lớn nè, anh Vũ bước lên đứng lên nè. Rồi qua muốn nói gì đó hai bạn, mượn xin nắm cái tay chút, một phút thôi, nói với mọi người một câu thôi. Chiều cao lý tưởng nha. Em tìm hiểu một người bạn trai mà em cảm thấy hợp ý thì em có thể là tiến tới hôn nhân sớm hơn được không? Dạ được ạ. À. Dạ được ạ. Trời, không có gì lẹ lẹ vậy. Dạ anh muốn kết hôn bao nhiêu lâu ạ? Quen khoảng chừng bao nhiêu lâu kết hôn? Anh muốn tầm một năm. Dạ. Bây giờ anh dành một khá nhiều thời gian để cho năm nay, để anh có một cuộc bứt phá, để anh có một cuộc sống ổn định hơn để có thể lập gia đình. Dạ. Ủa hết giờ nắm tay rồi, đứng nắm rồi nói hoài luôn vậy. Rồi có nắm tay bạn rồi. Nắm tay em gái. Từ đó giờ em chắc em chưa bao giờ em quen một người lớn tuổi như anh đúng không? Dạ chưa anh. Mặc dù là có thể là anh lớn tuổi nhưng mà tâm hồn của anh thì rất là trẻ thơ. Anh muốn nắm tay em để cho em cảm nhận được sự ấm áp nơi anh. Và cho em biết rằng là nếu anh quen một ai đó thì anh sẽ là một người đàn ông sâu sắc. Anh sẽ là một người đàn ông sâu sắc. Hết giờ nắm tay rồi anh. Rồi về đi. Đi anh. Thầy giáo. Thầy giáo. Tới mình chứng tỏ. Cơ hội tới rồi, nắm cờ mà phất thôi. Tiến thẳng qua ghế xanh liền. Ủa, không dừng chờ. Thì đầu tiên là anh biết em thấy em cùng quê với lại cùng sở thích với anh là anh rất là vui rồi. Thì mình gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên. Thì anh cũng hy vọng là mình có thể kết nối được với nhau, có thể đi được lâu dài. Đôi khi em có giận dỗi gì đó thì anh sẵn sàng xuống nước làm hòa trước, mặc dù lúc đó mình có đúng hay sai. Em giận anh có từ Đà Lạt chạy về Sài Gòn được không? Nếu mà anh sắp xếp được công việc, tháng có thể xuống thăm em một lần hoặc là hai lần. Dạ. Nếu được thì em có sẵn sàng gọi là có ngại lên Đà Lạt làm việc hay không? Cả thuận lợi cho cả hai thì em sẵn sàng đi. Ủa, em quê Bình Định mà ở Vĩnh Thạnh. Em ở Vĩnh Thạnh. Bác anh cũng ở Vĩnh Thạnh. Xuống thăm bác rồi, sẵn rồi thăm luôn máy luôn hả? Thăm em trước thăm bác sao? Thăm em trước thăm bác sao? À trời, thăm em trước thăm bác sao? Rất thẳng thắn. Rồi, em có nắm tay bạn nữ không? Dạ. Rồi. Thì anh cũng hy vọng là sau mình cũng có thể, ví dụ mình không định chọn nhau thì cũng có thể làm bạn. Dạ. Và nếu có dịp thì em lên Đà Lạt thì anh sẵn sàng mời em đi cà phê hoặc là dẫn em đi chơi đâu đó. Dạ em cảm ơn. Rồi. Thầy giáo dễ thương quá. Thầy giáo ơi. Bây giờ chị Tường sẽ nhắc nhở lại các bạn. Ở cái ghế ngồi của các bạn đó là bên hông nó sẽ có hai cái nút bấm. Nhìn kỹ đi. Hẹn hò với cái người ngồi ở ghế nào thì em bấm cái nút màu đó, đừng bấm lộn nha. Nhắm mắt lại để nghe tiếng nói của con tim. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 Anh có thích kiểu như mà đi chơi, đi du lịch đó anh? Là kiểu đi phượt á. Dạ. Nếu mà em với anh có cơ hội kết nối với nhau thì anh sẵn sàng cho em mọi đi phượt mọi cung đường. 4 Ví dụ như là bạn của anh không thích anh quen người đó thì sao? Nhưng mà anh là người thích thì sao? Chà, căng căng. Không quan trọng gì hết, quan trọng là anh thôi em. 3 2 1 Bấm. Thời gian đã có kết quả. Và hiện tại thì chúng tôi thấy có kết quả là có một cặp ghế màu xanh đã cùng sáng đèn.
Trước tiên là chúng ta chúc mừng có một cặp đôi đã thành công trong ngày hôm nay. Yeah. Rồi, bây giờ qua tới cái cặp này. Anh tôi hỏi anh, sao anh không bấm nút ai hết vậy? Anh thả hết mà anh không bấm nút ai hết vậy? Anh đi anh rắc thính, anh đi anh nhắn nhủ quá trời luôn. Và cái gu của anh đó là chết em luôn anh. Thật sự là em cũng có cảm tình, trong một hai bạn em cũng có cảm tình, nhưng mà em nghĩ là có lẽ là bây giờ làm bạn trước. Còn mấy Nhi thì sao? Hôm nay Nhi cảm thấy như thế nào? Dạ em cảm thấy vui ạ. Vui rồi dạ. Em cảm thấy cái anh này anh không bấm nút rồi em có cảm thấy gì không? Dạ không ạ. Tại sao em lại bấm nút chọn ảnh? Dạ em thấy ảnh cũng có vẻ vô tính, hòa đồng, hài hước. Em cũng muốn cho bản thân mình một cơ hội. Thôi không sao cả, hôm nay có thể cơ hội nó chưa tới, nhưng mà biết đâu mình sau chương trình này sẽ có rất là nhiều cơ hội để sẽ đến với em. Em gái thì sao? Mình cảm xúc của em hôm nay như thế nào? Dạ, nói chung tới chương trình thì em cũng hồi hộp và cũng mong là tìm được một người có thể là tìm hiểu lâu dài chị. Nhưng mà thật sự là chị thấy thầy giáo rất là nghiêm túc, rất là đàng hoàng. Và thấy rõ ràng từ lúc mở cửa trái tim cho đến lúc cuối cùng là đều là focus cho một mình em hết. Thấy không, quà cũng tặng riêng cho em. Đến bắt tay nói chuyện cũng rất là đàng hoàng, lịch sự. Và chị hy vọng rằng là hôm nay là có một cái gì đó nó có tình yêu đẹp. Cảm ơn các bạn. Rồi, mời các bạn đứng lên. Mời đôi, thành đôi nè, đó. Ủa bây giờ đây là son độc quyền của em. Trời ơi, anh đem con cái. Tại em quên, em mang có một cây thôi nên anh ngại. Dạ, cảm ơn anh. Nhưng mà rồi qua đây chứ không được đứng bên đó đâu. Kính thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có được một cặp đôi như quý vị cũng đã thấy rồi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau đi. Thầy giáo phải không? Thầy giáo cũng biết hôn mà đúng không? Mình hôn tặng bạn gái một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp gỡ nhau trên sân khấu. Bạn xin sân khấu ghép đôi thần tốc. Ghép đôi thần tốc. Thưa chị, cho anh hôn bạn thì em cũng hứa chị là em sẽ hứa là sẽ yêu thương bé và luôn nhường nhịn đi. Rồi luôn nhường nhịn. Dễ thương quá à, thầy dễ thương quá. Nghiêm túc thiệt tình. Cố lên. Thì xin phép em. Trời ơi, dễ thương gì đâu luôn đó, thấy không quý vị? Không có gì là chúng ta ngần ngại hết. Nếu thực sự chúng ta đã thích, cơ hội đến chúng ta phải nắm bắt và phải hết lòng. Cái gì hết lòng sẽ đón nhận lại được những kết quả tốt đẹp. Chị cũng sẽ chúc cho hai em thứ nhất là thành công trong cái công việc của mình nè, được nhiều sức khỏe nè, phát triển cái tương lai sự nghiệp và sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha. Rồi. Và bây giờ thì xin tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm nước cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Ngày hôm nay những cặp đôi bấm nút thành công thì chương trình sẽ dành tặng cho hai bạn là một phần quà nhỏ, là một gói premium của ứng dụng hẹn hò Speak Couple với tính năng là nâng niu tình yêu, giúp cho cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Đối với cặp đôi thất bại đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn một phần quà, đó là gói premium của ứng dụng mang tên Speak Couple. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, nghiêm túc, thân thiện, giúp cho các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối rất là duyên dáng nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Các bạn hãy đón chờ ứng dụng an toàn, văn minh, thân thiện này để tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Và kính thưa quý vị, đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy cập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình ghép đôi thần tốc sẽ được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba trên YouTube MCV Media. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau nha. Bye bye.